Lượt trận thứ 3 giải bóng đá doanh nhân trẻ Bến Tre lần thứ 4 năm 2023 tranh cúp Liên Quốc Thành tại sân vận động tỉnh Bến Tre xin phép bắt đầu. Rồi lúc này thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đón theo dõi trận đấu tiếp theo của giải đấu năm nay, màn so tài giữa hai đội bóng Ngọc Hiệp FC và Trung Việt Thái. Tình huống tấn công đầu tiên dành cho cầu thủ áo trắng chưa được. Như vậy ở trận đấu này thì cầu thủ Ngọc Hiệp là những người đang thi đấu trong trang phục áo vàng quần đen. Và họ đang bảo vệ phần sân phía tay phải của mình quý vị. Trong khi đó thì các cầu thủ của Trung Việt Thái là những người thi đấu trong trang phục toàn trắng và họ bảo vệ phần sân phía tay trái của chúng ta. Trung Việt Thái chính là nhà đương kim báo quân của mùa giải năm 2022 và hứa hẹn họ sẽ trở lại cực kỳ mạnh mẽ ở mùa giải này. Ở trận đấu trước thì chúng ta cũng đã được theo dõi màn trình diễn của nhà đương kim vô địch Liên Phước Thành khi họ đã giành chiến thắng rất vượt trội trước văn phòng ủy ban tỉnh. Ở trận đấu này thì chúng ta cùng chờ xem kết quả sẽ là như thế nào. Những đội bóng mạnh của giải đấu năm nay lần lượt đều đã ra quân. Để tiện cho việc theo dõi của tất cả quý vị và các bạn, chúng tôi cũng sẽ điểm qua đội hình ra sân. Ngày hôm nay thì Ngọc Hiệp họ sẽ thi đấu với số 2 Quang Đô, số 26 Hữu Hòa, số 15 Quốc Bảo, số 99 Khanh Nguyên, số 4 Bảo Khang, số 7 Thế Bắc và người còn lại là thủ môn má số 1 Lê Hoàng Đô. Trong khi đó thì các cầu thủ của đội bóng Trung Việt Thái họ sẽ trao quân với cầu thủ mang áo số 25 Hữu Tuấn, số 17 Hoàng Ân, số 6 Công Minh, số 19 Thanh Nhàn, số 11 Minh Phụng, số 7 Anh Tuấn và cầu thủ mang áo số 16 là Thiên Bảo. Đây là trận đấu mà chúng tôi đang live stream trực tiếp thông qua hai bàn bay của Gonet Play và Endo Media. Và lúc này thì chúng tôi cũng xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang đồng hành và theo dõi thông qua bàn bay.
Xin chào tất cả các anh em đang theo dõi thông qua bàn bay của Gold Play, và chúng tôi đang tương tác trực tiếp trên bàn bay này. Xin chào Kiều Chí Khang, Nguyễn Quỳnh Hòa, xin chào Lưu Thanh Tùng và xin chào tất cả các anh em. Vậy chúng ta xác định lỗi thuộc về những cầu thủ bên phía Ngọc Hiệp. Đường chuyền dài. Vậy nỗ lực của cầu thủ bên phía trung vệ Thái là không tấn công. Pha bằng rạn rất kịp thời của thủ môn mang áo số 25 bên phía trung vệ Thái. Ở đây là một trận đấu mà chúng ta thấy được khán giả của đội bóng Ngọc Hiệp là rất đông. 2.000 cổ động viên nhí đang ngồi trên khán đài bạn, liên tục ủng hộ cho đội bóng áo vàng. Vẫn sẽ có thêm một quả đá phạt góc nữa. Sức ép đang được đội bóng Ngọc Hiệp tạo ra trước nhà đương kim áo quân Trung Việt Thái. Vâng, xin cảm ơn phần bình luận của anh Nguyễn Minh Hà. Chúc cho giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp. Và lần nữa thì xin được gửi lời chào đến tất cả các anh em. Xin chào Hồ Khánh Huy, xin chào Hào Hiệp, Hậu Phạm, xin chào tất cả mọi người. Đây là giải đấu được xem là uy tín bậc nhất của tỉnh Bến Tre. Giải đấu dành cho những cầu thủ người Bến Tre các bạn. Mùa giải năm nay thì không có điều lệ mở rộng cho những cầu thủ ở tỉnh ngoài. Thì một tình huống va chạm xảy ra. Và chiếc thẻ vàng cũng đã được trọng tài rút ra sau tình huống va chạm. Sau va chạm thì chạy theo xin lỗi đội bạn nhưng mà trọng tài không chịu, vẫn rút thẻ vàng. Rồi đây là tình huống va chạm giữa cầu thủ hai bên. Người vừa bị phạm lỗi là cầu thủ mang áo số 6. Vẫn là những lời cổ động rất nhiệt tình từ 2.000 cổ động viên nhí của đội bóng Ngọc Hiệp các bạn. Nhìn lao thấy tội chút xíu nó chạy ra cho mượn micro. Lên bóng dành cho Ngọc Hiệp. Đã có hòa trọng, tuy nhiên cú dứt điểm là hơi cao. Đó là những tín hiệu rất tích cực từ đội bóng Ngọc Hiệp ở giải đấu năm nay. Không phải là Trung Việt Thái mà trong ít phút đã qua thì đội bóng Ngọc Hiệp mới là những người chơi hay hơn. Xử lý rất bình tĩnh từ những cầu thủ của Ngọc Hiệp. Và cả hai đội bóng Trung Việt Thái và Ngọc Hiệp đều là hai đội bóng của thành phố Bến Tre các bạn. Giải đấu năm nay là giải đấu mà tất cả các đội bóng đăng ký tham gia đều là các đội bóng thuộc các huyện của Bến Tre hoặc là thành phố Bến Tre các bạn. Chính xác là đội bóng Ngọc Hiệp ở dòng cho bạn. Rồi vậy là phó ban tổ chức báo tôi nữa rồi bạn. Anh Thành nói đội này là ở thành phố Bến Tre. Ở trận đấu trước thì đội bóng Mỏ Cày cũng đã có trận đấu của mình. Và trận này thì một đại diện của huyện thị tham gia thi đấu với một đội bóng của thành phố Bến Tre. Sức ép không chỉ từ những cầu thủ trên sân mà từ phía khán đài chúng ta cũng nghe rất rõ những lời cổ động ủng hộ cho đội bóng Ngọc Hiệp. Căng ngang chưa được. Dạ thấy em coi trên này.
Bóng nằm gọn trong tay của thủ môn bên phía đội bóng Hồng Hiệp. Thành phần ban huấn luyện của đội bóng Hồng Hiệp ở trận đấu này cũng là rất hùng hậu. Họ mang đến một tập thể có thể nói lúc này thì màn trình diễn của họ là tương đối đồng đều trên sân. Trọng tài không có còi, cơ hội vào. Đó là bản lĩnh của nhà đương kim áo quân của giải đấu quay về Bến Tre. Dù sức ép được tạo ra là rất lớn nhưng Trung Việt Thái cũng đã bị kết vượt qua. Họ đã có bàn thắng mở tỷ số ở trận đấu này. Chúng ta cùng xem lại một tình huống cài đẹp trước đó và pha căng ngang là rất thuận lợi để cho người đồng đội của mình ghi bàn. Người vừa giúp cho cầu thủ Trung Việt Thái mở tỷ số trận đấu này là cầu thủ mang áo số 11 Mai Minh Phụng. Nỗ lực giữ bóng trên sân. Thì một pha tấn công dành cho cầu thủ Trung Việt Thái. Rồi dứt điểm vẫn là Mai Minh Phụng. Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số thì phần nào chúng ta cũng thấy được Trung Việt Thái họ bắt đầu triển khai những biến đánh của mình một cách trơn tru và mạnh lạc hơn. Đường chuyền khá hay. Dứt điểm không được. Cú dứt điểm không chính xác và cơ hội cũng đã trôi qua. Đó là một pha triển khai bóng khá thoáng ở hành lang cánh phải. Rất nhiều khán giả cũng đã để lại những phần bình luận thông qua bàn bay chúng tôi. Xin chào Minh Tâm, khán giả Võ Thanh Trà thì dự đoán 10-0 cho Trung Việt Thái bạn. Chào đây thì tạm thời mới 1-0 thôi. Xin chào anh Lê Hữu Nhàn, Lý Nam, Khán Nguyễn, xin chào Chí Thiện, xin chào tất cả anh em. Các bạn thân mến, các bạn có thể hoàn toàn đưa ra những dự đoán của mình về trận đấu này để cho trận đấu thêm phần hấp dẫn. Bạn có dự đoán đầu tiên. Cơ hội! Và 2-0 dành cho Trung Việt Thái. Đó là sự xuất sắc của cầu thủ mang áo số 11 Mai Minh Phụng. Lúc này là bàn thứ hai rồi, chúng ta cùng xem lại. Vào truyền bóng rất có điểm rơi từ phần sân nhà dành cho Mai Minh Phụng. Và cũng dứt điểm, cũng điểm bóng bước một rất chính xác. Lần thứ hai giúp cho Trung Việt Thái có được bàn thắng. Minh Phụng, cơ hội không vào. Sau khi cởi đỏ được nút thắt về mặt tâm lý thì rõ ràng Trung Việt Thái đang chơi rất hay, rất ấn tượng. Khác hoàn toàn với cách nhập cuộc trong khoảng 5 phút đầu tiên. Một mình Mai Minh Phụng phía trên thì chúng ta cũng thấy được sức ép từ cầu thủ này tạo ra cho hàng phòng ngự của đại diện đến từ dòng trơm là khó khăn như thế nào. Thế một cơ hội dành cho Trung Việt Thái rất lộn xộn. Mọi thứ cũng đã được giải quyết thành công. Trong những giây phút đã qua thì bất ngờ các cầu thủ bên phía góc hiệp họ lại chơi trùng xuống và để cho Mai Minh Phụng có được hai cơ hội liên tiếp vào ghi bàn. Việc quá mải mê tấn công và để lộ ra khoảng trống quá lớn ở phía sau cũng là một phần khiến cho đội bóng góc hiệp để thua. Nói một cách khác là rõ ràng là đội bóng Trung Việt Thái họ đã dằn bẫy khá tốt khi chủ động chơi lùi sâu trong những giây phút đầu tiên và bất ngờ đưa ra những đòn đánh phản công.
rất đẻo. Dứt điểm. Và 3-0 dành cho Trung Việt Thái. Ôm tình hiệu cũng trước đó là pha sâu kim 30k. Dù đã có những pha níu kéo nhưng níu kéo không thành bạn. Đầy 2-3 pha níu kéo nhưng mà số 19 vẫn khoát tay và sau đó là một cú dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn của đội bóng Công Hiệp. Quá xuất sắc không chỉ từ vị trí của Mai Minh Phùng mà thay vào đó thì những đồng đội cũng đã biết cách tỏa sáng rất đúng lúc. Pha lập công này thuộc về cầu thủ mang áo số 19 Bùi Huỳnh Thanh Nhàn. Pha xử lý rất nghề từ tình huống sau kìm, sau đó là cú dứt điểm hay móc và đây là cơ hội dành cho cầu thủ Ngọc Hiệp. Và Ngọc Hiệp cũng đã có được bàn thắng chút ngắn cách biệt xuống còn 1-3. Đội bóng từ dòng trơm cũng đã cởi bỏ được áp lực về mặt tâm lý, họ đã có được bàn thắng khi cách biệt chỉ còn là 2 bàn nữa mà thôi. Người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 7, nhưng công lớn trong tình huống này là đường truyền rất hay trước đó của người đồng đội. Bảo Khang là người dọn cổ cho cầu thủ mang áo số 7 Bùi Thế Bắc ghi bàn. Sau khi khán đài yên ắng khoảng 5 phút trở đây thì gỡ được bàn, thấy ồn ào lại nữa rồi mọi người. Động lực từ những cổ động viên nhí trên sân. Bóng đập gọn trong tay của thủ môn bên phía đội bóng Công Hiệp. Ngọc Hiệp họ đã chơi hay và lựa chọn một cách nhập cuộc rất hứng khởi. Sau đó thì bất ngờ họ để thua liên tục 3 bàn. Và giờ đây thì tín hiệu khởi sắc trong cách chơi cũng đã trở lại. Và quyết định đá phạt nhanh. Cần ăn! Và lúc này thì đến lượt cao thủ Ngọc Hiệp, họ sẽ phản công. Không được rồi. Cuộc chuyện có phần hơi vội vàng. Và cơ hội này cũng đã trôi qua. Ở hiệp đầu tiên thì cả Ngọc Hiệp và Trung Việt Thái đều đang cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu tương đối hay. Pha đọt bóng chính xác. Ở khu vực giữa sân thì trong ít phút trở lại, các cầu thủ của Trung Việt Thái đã là những người quán xuyến tốt hơn so với đội bóng Công Hiệp. Sút xa vào! Như chúng tôi đã nói, việc kiểm tỏa tốt ở khu vực giữa sân cũng sẽ tạo ra nhiều khoảng trống hơn để cho các cầu thủ Trung Việt Thái có thể khai thác. Và vừa rồi là một cú sút xa rất chính xác để nâng tỷ số lên thành 4-1. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Không có một áp lực đủ lớn ở khu vực giữa sân. Và chừng đó là đủ để cho cầu thủ mang áo số 16 có thể đưa ra một cú kết thúc khó và đánh bại thủ môn. Phan Thiên Bảo là người đã có cú ra chân chính xác. Một hiệp đấu rất khó khăn với thủ môn Minh Đạt của đội bóng Ngọc Hiệp. Pha xoay trở rất khéo léo. Rất nhịp nhàng. Sau đó thì cú dứt điểm không thành công. Cách biệt 3 bàn lại được tái lập.
đại diện của thành phố Bến Tre là Trung Việt Thái vẫn đang chơi hay trong ít phút đã qua, và họ cũng đã có được điều mình cần là bàn thắng. Người đã giúp cho đội bóng Trung Việt Thái vượt lên là Mai Minh Phụng với hai pha xử lý chính xác. Sau đó thì Thiên Bảo và một người đồng đội khác cũng đã tỏa sáng kịp thời. Thì một pha đọc bóng khu vực giữa sân, cơ hội không vào. Lần này thì Minh Đạt đã có thể ôm được quả bóng. Những cú dứt điểm từ xa của đội bóng Trung Việt Thái đang tỏ ra cực kỳ lợi hại. Câu trả lời dành cho Công Hiệp. Đã có tình huống va chạm xảy ra, nhưng chúng ta xác định chỉ có quả đá phạt góc mà thôi. Như vậy vừa rồi thì Quốc Bảo cũng đã được cho ra nghỉ để nhường lại vị trí cho Đặng Sinh. Thế Bắc chính là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất bên phía đội bóng Ngọc Hiệp. Và xử lý bình tĩnh. Bảo Khang. Thế Bắc. Sút ra, không vào. Khoảng trống dành cho Thế Bắc. Nhưng cầu thủ này đã tận dụng không thành công. Như vậy hiệp 1 trận đấu cũng sẽ khép lại với kết quả là 4-1 nghiêng về Trung Việt Thái. Và chúng ta sẽ cùng tạm giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại với hiệp 2.
Vâng, lúc này thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu giữa hai đội bóng Ngọc Hiệp FC và Trung Việt Thái. Ở trong hiệp 1, kết quả tạm thời đang là 4-1 nghiêng về Trung Việt Thái các bạn. Và trên sân số 1 này thì có quy luật lạ là đá hiệp 1 không tính bạn, bắt đầu tính hiệp 2. Đó là thông tin mà tôi nghe mấy anh em bên phía Ngọc Hiệp nói vậy mà chắc không được đâu mọi người. Vẫn sẽ giữ nguyên, chỉ đổi phần sân mà thôi. Đó là một hiệp đấu mà bên phía câu lạc bộ Trung Việt Thái đã chơi xuất sắc, khi Mai Minh Phụng ghi liền hai bàn thắng và sau đó là những bàn thắng tiếp theo nữa dành cho Trung Việt Thái. Và đó đều là những pha xử lý hay và rất chính xác. Trong khi đó thì các cầu thủ của Ngọc Hiệp họ cũng đã có được một bàn thắng với tình huống phối hợp hay và người lập công là Thế Bắc. Bảo Khang đã không thể theo kịp tình huống này. Đây là những diễn biến của bảng C. Và sau trận này thì buổi sáng vẫn sẽ còn một cặp đấu nữa ở bảng D. Và chúng tôi cũng sẽ live stream trực tiếp hai cặp đấu ở bảng B cho các bạn tiện theo dõi thông qua hai fanpage Gonet Play và Endomedia. Giải đấu năm nay là giải đấu được tài trợ chính thức bởi công ty Liên Phú Thành cùng với rất nhiều những đơn vị tài trợ đồng hành. Trong đó có anh Phú Lễ, Trung Việt Thái, Nam Việt, Sắt Thép Lê Tâm, Quỳnh Long Hải, Soccer, Nam Mê Công, Avatar. Này là gì vậy? Nhập cuộc trong khoảng thời gian đầu mỗi hiệp của Trung Việt Thái là tương đối chậm rãi. Chúng phải hết sức thận trọng trong những tình huống mà đội bóng này tăng tốc. Chưa được. Như ta nói thì hiệp đầu tiên sự khác biệt đến từ vị trí của Mai Minh Phụng bên phía Trung Việt Thái. Bảo Khang rất khéo và tiếng còi từ trọng tài cũng đã vang lên. Và sự nhanh nhẹn của mình thì xích chút nữa Bảo Khang đã có thể vượt qua được cầu thủ mang áo số 19. Đứng trước bóng đang là hai cầu thủ của Ngọc Hiệp. Không vào. Quá đơn giản với thủ môn của Trung Việt Thái. Bên Phụng. Bên ngoài sân thì một vài cầu thủ của Trung Việt Thái cũng đã sẵn sàng để góp mặt những phút tiếp theo của hiệp 2. Mỗi hiệp đấu chỉ diễn ra trong vòng 20 phút mà thôi. Ở hiệp đấu này thì cả hai bên đều chưa có nhiều cơ hội để có thể ghi bàn. Và cách biệt ba bàn vẫn đang được giữ nguyên. Ngoài cú đúp của Mai Minh Phụng trong hiệp 1 thì Thanh Nhàn cũng đã đóng góp một bàn thắng. Và bàn thắng còn lại trong hiệp 1 mà Trung Việt Thái có được là pha lập công của số 16 Phan Thiên Bảo. Sẽ có một đợt tấn công dành cho Công Hiệp. Và mở biên cá thoáng và cơ hội dành cho đại diện của dòng Trôm. Không được rồi, mình vừa rồi đã không hướng đến bất kỳ một đồng đội nào phía trên. Như vậy sẽ liên tục là những sự thay đổi bên phía Trung Việt Thái.
Phan Thiên Bảo và cầu thủ mang áo số 7. Đó là trường hợp của Nguyễn Anh Tấn, là những cầu thủ đừng cho ra nghỉ, cùng với trường hợp của số 6 Ngô Công Minh. Những lựa chọn thay thế được đưa ra và chúng ta cùng chờ xem những sự thay đổi này có giúp cho Trung Việt Thái tiếp tục có thêm những bàn thắng và duy trì được lợi thế này hay không. Dĩ nhiên là ít phút nữa thì tín hiệu thay đổi từ bên phía Ngọc Hiệp cũng sẽ được đưa ra. Đây là một tình thế khó khăn của họ. Nỗ lực đưa bóng vào bên trong không thành công. Bóng vẫn trong cục, rất hay. Cơ hội dành cho Công Nghiệp Cát Anh, không vào. Đó là một pha tấn công hay. Và chúng ta cũng cho xem Công Nghiệp mà họ sẽ nỗ lực như thế nào để tìm kiếm những bàn thắng trong một tình thế rất bất lợi. Mỗi bảng đấu chỉ có 3 đội bóng mà thôi, ngoại trừ bảng D. Chính vì lý do đó mà các đội bóng cần phải nỗ lực hết mình trong từng trận đấu. Và mỗi một bàn thắng trong các trận đấu dù thắng hay thua cũng sẽ có những ý nghĩa rất quan trọng. Không bao sẽ là hợp lý hơn nếu như đó là một đường truyền dành cho những người đồng đội phía trên. Hai hành lang hai biên đều có những cầu thủ của mình. Những quyết định cũng đã được đưa ra một cách nhanh chóng, hơi đáng tiếc dành cho đội bóng Ngọc Hiệp. Và truyền bóng đã sửa lưng với đài duy trì của Bảo Khang. Và lúc này thì bên phía Ngọc Hiệp sẽ thay 4 người. À không, 3 người bạn. Tại vì trọng tài cũng áo vàng, tôi nhìn nhầm. Thay 3 người thôi. Như vậy có lẽ là Thế Bắc cũng sẽ đừng cho là nghỉ cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Ngọc Hiệp ở những phút thi đấu trên sân. Bảo Khang, một cầu thủ trên năng nổ, cũng sẽ đừng cho ra nghỉ. Người ta nói lại một chút xíu về mùa giải năm trước, mà Trung Việt Thái họ là tập hợp lực lượng rất mạnh với rất nhiều siêu phổi trong đội hình. Và họ cùng với Liên Phước Thành đã cống hiến một trận cầu chung kết mãn nhãn người xem. Tuy nhiên trong những giây phút quyết định thì may mắn đã lựa chọn Liên Phước Thành trong màn so tài trên lọt sút lưng luôn. Và mùa giải năm nay thì chắc chắn là cả hai cũng sẽ có những mục tiêu riêng. Với Liên Phước Thành thì họ sẽ đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vị vô địch của mình. Trong khi đó thì Trung Việt Thái cũng sẽ trên con đường tìm lại những vị trí của mình. Đáng lẽ là họ cũng sẽ chạm đến vinh quang nếu như may mắn dành cho Trung Việt Thái ở mùa giải năm rồi. Và mùa giải năm nay thì là một mùa giải mà ban tổ chức quy định không cho mở rộng về đối tượng thi đấu, chỉ có những cầu thủ của Bến Tre mà thôi. Chính vì thế thì chúng ta cùng chờ xem huấn luyện viên của các đội sẽ lựa chọn nhân sự cho mình như thế nào. Nhìn chung mà nói thì cho đến lúc này Liên Phước Thành cũng đã thể hiện được sức mạnh, và giờ đây thì Trung Việt Thái họ cũng đã cho thấy giá trị từ đội hình của mình. Ở bên cạnh đó thì những nhân tố khác của giải đấu năm nay như trường hợp của Trục Phú Lễ hay là Awater và Quỳnh Long Hải, họ cũng sẵn sàng cạnh tranh cho danh hiệu vô địch.
cho tôi đây rồi. Đừng vô Diễn Hà nha Bảo, đừng vô Diễn Hà nha. Nhưng mà trọng tài xác định đó là pha tranh chấp không hợp lệ. Ở phút trước thì bên phía Bảo Cọc Hiệp cũng đã có một pha xâm nhập vòng cấm địa rất hay, nhưng thủ môn của Trung Việt Thái đã làm chủ được tình hình. Giờ đây thì Trung Việt Thái họ sẽ thay thêm hai người nữa các bạn. Như vậy lúc này thì chỉ còn vị trí của thủ môn và trường hợp của tiền đạo Mai Minh Phụng là được giữ lại trong đội hình của Trung Việt Thái. Còn những cầu thủ còn lại đã được thay thế rồi. Đây cũng là một cách làm mới đội hình của Trung Việt Thái trong hiệp thứ hai. Và xoay trở rất khéo léo và tự tin. Và may mắn là thủ môn của Trung Việt Thái cũng chơi chân hai bạn. Một tình huống mà thủ môn này cũng đã dễ dàng để loại bỏ sự kiềm cặp của đối phương. Những sức ép mà đội bóng Ngọc Hiệp tạo ra trong hiệp đấu thứ hai cũng đã đủ lớn để có thể khiến cho một vài cầu thủ bên phía Trung Việt Thái gặp bối rối, nhưng chừng đó là vẫn chưa đủ để cho họ có thể tìm kiếm bàn gỡ. Minh Phụng không vào. Đội trưởng Mai Minh Phụng là cầu thủ đã ghi hai bàn thắng trong hiệp 1. Đường chuyền dài rất hay, nhưng sau đó thì một lần nữa chúng ta cũng thấy được sự ra vào rất hợp lý của thủ môn bên phía Trung Việt Thái. Thủ môn Huỳnh Hữu Tuấn vẫn cho thấy sự tự tin nhất định trong cách chơi của mình. Thì một tình huống phá bóng chính xác. Cao thủ bên phía đội bóng Ngọc Hiệp cũng đã có một vài những tình huống lên bóng chất lượng ở hiệp 2. Pha xử lý hay, nhưng sau đó thì đã có sự hỗ trợ kịp thời bên phía đội bóng Ngọc Hiệp. Đội chân rất hay, rất kéo vẫn còn. Đội bóng cũng đã đi hết đường biên ngang, nhưng chỉ là một quả phát bóng lên mà thôi. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì vẫn sẽ còn một cặp đấu nữa diễn ra, đó là cặp đấu diễn ra tại bảng D. Làm chính xác là hai cặp đấu bạn, diễn ra trên hai phần sân. Cảnh à. Đi không? Được. Không? 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 Không?
Phạt chuyển bóng lên phía trên không thành công. Động tác giả của cầu thủ mang áo số 13. Giải đấu năm nay là giải đấu mà có rất nhiều giải đấu bóng họ tập hợp về một lực lượng đồng đều và chất lượng chuyên môn tương đối cao. Và chính vì những lý do đó cũng sẽ góp phần giúp cho giải đấu của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn. Thì bóng pha tấn công ở hành lang cánh trái dành cho Công Hiệp. Đặng Sinh. Các cầu thủ của Ngọc Hiệp họ vẫn chưa thể đẩy bóng lên phía trên quá cao và tiếp cận cầu môn của đối phương. Nhưng đây là một tình huống mắc sai lầm. May mắn là lại một lần nữa đã có sự hỗ trợ kịp thời. Như vậy bên phía trung vệ Thái lại thay thêm hai người nữa các bạn. Lúc này thì tấm băng đội trưởng của Mai Minh Phụng sẽ được trao lại cho tiền đạo mang số 9 Linh Hai. Một sự xuất hiện đặc biệt bên phía đội bóng trung vệ Thái. Đây là Linh Hai, tình huống chậm bóng đầu tiên và căng ngang vào bên trong cho đồng đội không thành công. Thời gian của hiệp thi đấu thứ hai cũng không còn quá nhiều. Lợi thế dẫn trước 3 bàn của Trung Việt Thái. Nhiều khả năng cũng sẽ giúp cho họ có được 3 điểm đầu tiên. Cũng đã có những khoảng thời gian mà bên phía Ngọc Hiệp họ chơi ấn tượng. Nhưng vẫn chưa thể giúp cho đội bóng có thể có được lợi thế trước nhà đương kim á quân của giải đấu. Đây cũng đã là mùa thứ tư của giải bóng đá do dân trẻ Bến Tre. Và lúc này là thêm một lượt thay người nữa dành cho cao thủ của đội bóng Công Hiệp. Những anh em đến từ dòng chơm sẽ thay 3 người. Đội chuyên gia và hỗ trợ giải vây thành công của các cầu thủ bên phía Trung Việt Thái. Như vậy ngoài trường hợp của Liên Phước Thành, một đội bóng rất đồng đều, họ sẵn sàng dám thay cả nguyên một đội hình, thì giờ đây đến lượt Trung Việt Thái họ cũng cho thấy đây là một tập thể với nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao. Tình huống đá biên dành cho cao thủ Trung Việt Thái. Thời gian còn lại là tương đối ít ỏi và nhiều khả năng sẽ là 3 điểm dành cho Trung Việt Thái. Một trận đấu cũng tương đối khó khăn dành cho Ngọc Hiệp. Những phút đầu tiên thì họ cũng đã chơi một hiệp đấu ấn tượng khi dồn ép đối thủ Trung Việt Thái. Thì bất ngờ họ để thua 2 bàn liên tiếp và phần nào cũng đã để trận đấu vượt khỏi tầm tay. Như vậy thời gian của trận đấu cũng đã khép lại với chiến thắng dành cho Trung Việt Thái với tỷ số là 4-1. Và chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi cho đến lúc này. Xin chào và hẹn gặp lại ở trận đấu tiếp theo.